hướng tới kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du. Tại Hà Nội, cuộc thi Bạn đọc thuộc Kiều đã được Hội Kiều học Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa về văn học nghệ thuật, về văn hóa xã hội, kết tinh hội tụ trong truyền kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời mở rộng sự phát triển, tạo điều kiện để những người yêu thích truyền kiều có dịp hội tụ cùng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau. Trải qua 4 lần tổ chức, cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh đến từ các vùng miền trên cả nước và làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau với nhiều độ tuổi, học vị khác nhau. Cuộc thi lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25-26 tháng 7 tại thành phố Hà Nội.